Xin kính chào các bạn. Hôm nay chiều ngày 2 tháng 9 năm 2019, một bông phi điệp ạ, duy nhất. Clip này dâng mời các bạn thưởng lãm một bông phi điệp vẫn trong một giò lan, trên một giò lan khá lớn mà tôi đã thưa với các bạn 2-3 clip rồi đó. Dòng dõi của nó từ vùng Tây Ninh ạ. Tại clip trước tôi thưa thì có bạn nói rằng lần đầu tiên thấy nói là giả hạc có ở Tây Ninh. Thực ra thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe ông giáo chủ vườn nói một học trò là bộ đội biên phòng ở Tây Ninh đã tặng ông giáo 11 năm nay rồi, cách đây 11 năm. Và hoa nó vẫn như thế này. Còn cụ thể ở vùng nào của Tây Ninh thì ông giáo cũng không biết. Và người học trò kia cũng không biết ạ. Tôi chưa cảm nhận. Tôi cũng vừa thưa thật với ông giáo là chưa cảm nhận được cái đẹp của bông lan này. Nhưng những người yêu lan ở đây thì cho rằng nó là đẹp. Bởi vậy cho nên tôi xin quay một clip ngắn để các bạn bình giúp cho đây có phải là bông lan phi điệp đẹp hay không. Và thứ hai là nó nở rất muộn ạ. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 9 năm 2019. Tôi xin phép các bạn, tôi dở đồng hồ một chút ạ. Đây ạ, mùng 2 tháng 9. Nó nở muộn và mọi người bảo rằng mắt tràn đẹp. Nhưng thú thực tôi chưa cảm nhận được. Mà với tôi thì như clip trước tôi thưa với các bạn, vẫn đang chờ mấy bông phi điệp nở muộn này. Với cái dòng này cánh nó căng bay màu hồng cánh sen thì tôi thích ạ. Hôm trước thì tôi thưa là cỡ mùng 2 tháng 9 thì nó nở. Nhưng phi điệp muộn không biết làm sao mà nó nở rất chậm ạ. Nó cứ thế này đã có lẽ đến tuần rồi. Đến một tuần rồi đấy ạ. Nhưng nó vẫn vậy, chưa nở. Hẹn các bạn 2-3 hôm nữa. Những bông phi điệp thật là muộn sẽ dâng lên các bạn thưởng lãm. Thưa các bạn, lại qua một clip quá ngắn và quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là phi điệp. Phi điệp muộn. Còn đẹp hay không thì xin các bạn xem. Các bạn hạ cố ghé xem thì các bạn chỉ bảo zoom cho. Một ngày nghỉ, một ngày lễ. Xin được chân thành kính chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an vui. Xin thân ái kính chào các bạn. Thưa các bạn, vẫn phải xin các bạn nán lại chút nữa. Tôi vừa phát hiện một vài thân phi điệp bây giờ mới đang nứt nụ như thế này ạ. Đó, hãy còn như cái mắt muội ạ. Đây thì lớn hơn một chút. Do vậy có lẽ là tháng sau, tháng 10, lại có một chút phi điệp để khoe với các bạn. Bông phi điệp tôi vừa thưa với các bạn, nó đã về nơi mới. Người ta tặng tôi hai cái kỳ cùng với bông phi điệp này. Hy vọng rằng nó sẽ sinh sôi nảy nở để sang năm tôi có thể lại làm một clip vui vui dâng lên các bạn thưởng lãm. Xin thân ái kính chào các bạn.